chương 821. Sau cùng chính diện đối quyết. Nguồn. Mê truyện audio com Điện tử thi đấu, cho tới bây giờ đều không là một cái người trò chơi. Người cá nhân vũ dũng mạnh hơn, tại đỉnh cấp đoàn đội phối hợp trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Hồng Trần chiến đội tuy nhiên cũng có mấy cái ra dáng cao thủ, nhưng có hơn phân nửa là thực lực không đạt được nghề nghiệp cấp người chơi bình thường. Đoàn đội phối hợp loại sự tình này cũng không phải tùy tiện mấy người tụ cùng một chỗ liền có thể phối hợp đơn giản như vậy, vì trò chơi gì trong tầng lần rõ ràng, cao thủ có cao thủ phạm vi, tân thủ có tân thủ bằng hữu, cho dù là ngay từ đầu tân thủ thôn chơi đến cho dù tốt đồng đội, một khi thực lực kéo ra chênh lệch liền sẽ mỗi người một ngã. Nguyên nhân là thực lực quyết định tầng thứ. Tầng thứ quyết định phối hợp. Cùng tầng thứ người chơi đánh phối hợp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cao thủ thêm cao thủ, một về một khả năng lớn hơn hai nhưng khác biệt tầng thứ ở giữa phối hợp, thực lực liền phải giảm bớt đi nhiều. Mà lại càng nhiều thời điểm, yếu nhược một lúc điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 822 Long đằng chiến đội chiến thuật Nguồn Mê truyện audio.com Đây không phải Long đội trưởng sao? lần trước tại Green Thành để cho các ngươi chạy, lần này xem các ngươi chạy chỗ nào. Song Phương vừa vào sân, Hồng Trần chiến đội bên này, Bách Bộ Xuyên Dương liền bắt đầu điên cuồng bảo tố đồ bỏ đi lời nói, đổi trắng thay đen. Lên một lần rõ ràng là Thiên Long giáo một nhóm người ăn thiệt thòi, nhưng ở Bách Bộ Xuyên Dương trong miệng, thật giống như Long Đằng chiến đội bị đánh cho trốn bán sống bán chết một dạng. Tuy nhiên trên thực tế thật là Long Đằng chiến đội chạy. Ồ, bọn họ chẳng lẽ ở trong game cũng đánh qua, quả không phải vậy nghe đến bách bộ xuyên dương lời này khán giả ào ào ghé mắt hợp lấy bọn hắn vẫn là lão đối thủ mà lại long đằng chiến đội còn ở trong tay bọn họ thua thiệt qua nghĩ không ra cái này hồng trần chiến đội còn có chút cố sự a à, ngay thật không biết xấu hổ long đằng chiến đội mọi người nghe vậy hận không thể một quyền đem bách bộ xuyên dương cho đánh chết tên nhóc khốn nạn này thật đúng là một chút dê lốt điên đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thuẩy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 823 Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương Nguồn Mê Truyện Audio.com Đậu Phộng không có người dạy qua nàng tránh trào phúng sao gặp đại viên viên bị giữ chặt cưu hận hồng trần chiến đội bên này cũng là một trận kinh ngạc không khỏi hai mặt nhìn nhau ai dám dạy nàng cửu tinh độc nãi có chút im lặng ngày bình thường đại viên viên thế nhưng là thiên long giáo thứ hai cao thủ mạnh đến mức không biên giới không có người sẽ nghĩ tới nàng liền muốn tránh trào phúng loại này thường thức cũng đều không hiểu đi mà lại từ trước đến nay đều là cao thủ chỉ điểm người yếu nào có người yếu chỉ điểm cao thủ đạo lý quá phận cường hãng cá nhân vũ lực giá trị để mọi người xem nhẹ đại viên viên thực là cái trò chơi tiểu bạch sự thật. Đương nhiên là tiếu thúc A. Bách bộ xuyên dương chỉ chỉ vương lịch. Người khác ào ào quay đầu nhìn vương lịch. Đại viên viên ngày bình thường có thể là theo lấy vương lịch lăn lộn, đại viên viên không hiểu trò chơi thường thức, vương lịch cũng có trách nhiệm. Vương lịch cũng phiền muộn, trào phúng cần tránh sao. Lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 824 Long đằng chiến đội sau cùng sát chiêu. Nguồn Mê truyện audio com Không thể không nói, Long Cửu Thiên là cái vô cùng lợi hại người, có thể dự phán pháp lực vô biên dự phán. Nhưng pháp lực vô biên vĩnh viễn cao hơn một tầng, hắn dự phán Long Cửu Thiên dự phán dự phán sở dĩ có thể dự phán, hoàn toàn là bởi vì Long Đằng chiến đội một nhóm người không biết vương lịch lợi hại. Vì cái gì Hồng Trần chiến đội hai đại cao thủ, mọi người chỉ đi bảo hộ đại viên viên một cái nhà cận chiến lại không người để ý tới đằng sau cung tiễn thủ vương lịch. Long Cửu Thiên tưởng rằng chính mình mưu kế đạt được, thành công mượn nhờ đại viên viên dẫn dắt trời đi Hồng Trần chiến đội tầm mắt mọi người. Thế mà Hồng Trần chiến đội bọn người lại là rõ ràng, cùng vương lịch cần chiến sẽ là kết cục gì? Giải vương lịch đều biết, tuy nhiên hắn nghề nghiệp là cung tiễn thủ, nhưng viễn trình bắn tên đó là hắn phổ thông trạng thái, làm hắn móc ra đau thời điểm, hắn địch nhân liền biết cái gì gọi là ác mộng. Dùng cung tiễn, đó là vương lịch lưu cho cung tiễn thủ cái nghề nghiệp lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang đây là bộ truyền thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận truyện đã en đã en. Chương 825 Ba đầu tám cánh tay tu la chân thân. Nguồn Mê truyện audio com Xoạt Theo lấy vũ khí trong tay tỏa ra ánh sáng, lòng đằng chiến đội tất cả mọi người tất cả đều bị từng đạo từng đạo bạch quan bao khỏa. Ngay sau đó, mọi người cùng kêu lên hô to thiên nhân hợp nhất, tu la thật thể. Chỉ một thoáng, từng đạo từng đạo bạch quan dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái to lớn bạch sắc quan cầu, tia sáng chói mắt chiếu tất cả mọi người nhìn không được nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Hồng Trần chiến đội mọi người tất cả đều sững sờ. Trên trận người xem cũng là một mặt ngạc nhiên. Tốt gia hỏa, đây là muốn thả cái gì đại chiêu? Dựa theo hệ thống thiết lập, càng là khủng bố kỹ năng, đặc hiệu thì càng phách lối, mà lại phóng thích càng phức tạp. Hiện tại cái này kỹ năng không chỉ có là 10 người cùng một chỗ phóng thích, đặc hiệu càng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả phách lối, cái này ánh sáng hiệu cùng mẹ nó mặt trời giống như, không biết còn tưởng rằng là chỉnh ra nổ hạt nhân. Nhanh tản ra. Vương lịch đầu tiên xe lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, 10 vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông ly trận kiếp diệt chương 826. Song quyền khó địch nổi tám tay. Nguồn. Mê truyện audio com Ngoà tàu. Ngoà tàu. Ngoà tàu. Ngoà tàu. Gặp Long đằng chiến đội biến thành tu la chân thân mở cao đến, khán giả đã kinh ngạc đến nghẹn hồng nhìn trân trối, ai có thể nghĩ một bên khác vương lịch không nói hai lời cũng mở cao đến, biến thành cao 20 mét to lớn pháp thân. Cái này. Cái này mẹ nó đến cùng là điện tử thi đấu trận đấu vẫn là ultra mần đại chiến Beria. Thật sự thần tiên đánh nhau thôi riêng là long đằng chiến đội mọi người gặp vương lịch cũng thay đổi thân thể nhất thời thì sửng sốt mẹ kiếp nhà ngươi mèo cái mễ còn có thể dạng này tu la chân thân tuy nhiên long đằng chiến đội cũng chưa từng dùng tới nhưng nhiều ít cũng biết cái này kỹ năng đến cỡ nào biến thái giống loại này cấp bậc siêu cấp kỹ năng ở trong game tất nhiên là độc nhất vô nhị loại kia cho nên long đằng chiến đội dạng này đỉnh phong chiến đội mới dám đem tu la chân thân coi như áp đáy hầm thủ đoạn đến dùng kết quả phía bên mình vừa biến tu la chân thân còn chưa kịp áp chế đối thủ, đối lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông ly trận kiếp diệt. Chương 827. Nàng cũng có cao đến. Nguồn mê truyện audio. Com. Ha ha ha, thoải mái. Đồng dạng là pháp thân biến ảo, tu la chân thân án lấy vương lịch pháp thiên tướng địa đệ lên đánh, Long Đằng chiến đội không hiểu thoải mái. Từ lúc gặp phải Hồng Trần chiến đội đến nay Long Đằng chiến đội có thể nói là tương đương bị khuất. Liên tục hai trận, hoặc là bị âm chết, hoặc là bị hố chết, hoặc là bị thuộc tính nghiền ép. Càng kỳ quái hơn là lo liệu việc nhà cao thủ Bạch Vân Phi còn bị người đánh chết tươi đây đối với Long Đằng chiến đội bọn này đỉnh cấp đại cao thủ mà nói, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có bi thảm cục diện. Vốn là đều là thế yếu, bây giờ pháp thân vừa mở, trực tiếp nghiền ép, đem đối thủ giết hại hầu như không còn không nói, còn có thể đem Hồng Trần chiến đội hai đại cao thủ một trong đè xuống đất bạo nịnh. Long Đằng chiến đội nín nửa ngày oán khí rốt cục phát tiết ra ngoài, tâm lý gọi là một thống khoái. Riêng là Bạch Vân Phi, gia hỏa này tại Vương Lịch trên tay cũng không có ít ăn thiệt thòi, bây giờ có thể đem Vương Lệ lốt điên, đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. đông ly trận kiếp diệt. Chương 828 Nam nữ hỗn hợp đánh đôi Nguồn Mê truyện audio.com Tuy nhiên đều là biến thái, nhưng mỗi người chỗ biến thái đều có chỗ khác biệt Đại viên viên cùng vương lịch cũng không phải một cái phong cách Vương lịch lợi hại hay không? Khẳng định rất lợi hại Nhưng hắn chỗ cường đại là một thân không gì địch nổi, như là mở máy sửa chữa thuộc tính Tuy nhiên thân thủ cũng rất mạnh, nhưng đến cùng không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện Cho dù là tập võ mấy tháng về sau thao tác cũng là miễn cưỡng đạt đến nghề nghiệp cao thủ mức độ lại thêm hắn một thân biến thái thuộc tính thực lực trực tiếp thì vượt qua người bình thường một cái cấp độ không có cách công cao phòng cao tốc độ nhanh chính mình tỷ lệ sai số cao không hợp thói thường đối thủ tỷ lệ sai số thấp biến thái vương lịch có thể sai lầm vô số lần đối thủ chỉ có thể sai lầm một lần cho nên cùng vương lịch làm đối thủ người vô luận mức độ cao bao nhiêu đều hội phát hiện mình bị hắn áp một đầu viễn trình trạng thái dưới, vương lịch còn có thể cánh diều, nương tựa theo cực lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 829. Cả nước vô địch. Nguồn mê truyện audio com nhanh phòng ngự mắt thấy đại viên viên một chân đạp tới long cửu thiên cuốn quyết chỉ huy tu la chân thân mở ra bích lập thiên nhận âm âm to lớn thuẫn bài đập xuống đất hóa thành một đạo cao mấy chục mét nằm ngang trực tiếp đem đấu trường một phân thành hai cự hình thành tường che ở đại viên viên trước mặt tu la chân thân trạng thái dưới kỹ năng quả nhiên là biến thái cùng cực cái này một cái kỹ năng xuống tới ngưng tụ thành tường đều nhanh muốn vượt qua chủ thành thành tường quả thực khen trương khiến người ta khó có thể tin Đùng, sau một khắc, đại viên viên một chân đạp tại trên tường thành. Đồng dạng là đại chiêu, đại viên viên võ thần mạnh đá có miệu sát đặc tính. Long cửu thiên bích lập thiên nhận, là hiện giai đoạn phòng ngự lực tối cường kỹ năng. Thuộc tính kém không nhiều tình huống dưới, hai cái kỹ năng đụng vào nhau, khẳng định là thuận chiến sĩ muốn hơn một chút. Rốt cuộc thuận chiến sĩ trời sinh cao phán định, kỹ năng phòng ngự phán định lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly trận kiếp diệt. Chương 830. Chưởng môn nhân. Nguồn Mê truyện audio.com A. À. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở, toàn trường tất cả đều lặng ngắt như tờ. Thậm chí tất cả đợi ở trong game nhìn trực tiếp người chơi, cũng đều mờ mịt. Rất hiển nhiên, kết quả này đã siêu ra tất cả người tưởng tượng. Nhìn chung toàn bộ trò chơi điện tử thi đấu lịch sử, nghề nghiệp điện tử thi đấu tuyển thủ cùng nghiệp dư người chơi đều là tách ra. Chưa từng có cái kiên nghiệp dư chiến đội có thể đánh tiếng vào chuyên nghiệp thi đấu, cũng chưa từng có cái kiên nghiệp dư chiến đội tại chuyên nghiệp thi đấu phía trên lấy được qua cái gì thành tích. Long đằng công ty tổ chức hoạt động lần này mục đích vốn là cũng không phải là để nghiệp dư chiến đội tại lần tranh tài này bên trong bộc lộ tài năng, mục đích rất hiển nhiên cũng là bồi thái tử đọc sách, tìm một số bồi chạy nghiệp dư người chơi, đến nổi bật nghề nghiệp điện tử thi đấu vận động viên cường đại. Đã làm cho người chơi cảm nhận được không khí, lại có thể cho trò chơi đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng. Thế mà khiến cho lốt điên, Đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang đây là bộ truyền thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận truyện đã en đã en chương 831 đi lấy cái vô địch thế giới trở về chương cuối nhất nguồn mê truyện audio com ta dựa vào cái này nhìn đến truyền thuyết bên trong mã lão bản vậy mà đối vương lịch cùng đại viên viên cung kính như thế tất cả mọi người sững sờ bao quát vương lịch Tuy nhiên hắn cũng biết đại viên viên thân thế không tầm thường, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến có thể như thế không tầm thường. Tại đại viên viên trước mặt, Mã Long đằng dạng này người đều khiến người ta cảm thấy hèn mọn. Đến mức vương lịch, bất quá là đỉnh một cái đệ tử thân truyền thân phận, cái gì bản sự đều không học hội đây, vậy mà có thể quên Mã Lão bản cung kính hô một tiếng trưởng môn. Cái này, đây là cái gì mặt bài? Không cần khách khí như thế. Gặp Mã Lão bản đã bắt đầu hô vương lịch trưởng môn, đại viên viên nói cha ta còn sống đây, ngươi cũng là không cần vội vã như vậy gọi hắn trưởng môn, ngươi muốn là bận biểu thì đi giải quyết trước đi, ta bằng hữu ăn cơm không quá thói quen người xa lạ ở bên cạnh. Tốt, tốt. Mã lão bản cha cha mồ hôi, nhô lên sóng lưng tiếp tục đi tới em mờ lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoàng nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trận kiếp diệt